tìm trở về, về nguồn chân lý duy nhất đời con, về cùng Thiên Chúa hoan lạc của con. Monica, người mẹ mẫu hương, trọn kiếp gian trần ước mơ một chồng, thứ ba thánh giá nến cao, thứ bốn ban chỉ
chấp hành hội các bà mẹ công giáo. Thứ năm, kiều thánh An Lê Lê Thị Thành. Thứ sáu, hội kèn nữ giáo xứ Chính Hòa. Thứ bảy, hội giáo lễ Phật. Thứ tám, kiều thánh Monica. Thứ chín, đoàn Lê Nghi. Thank you.
dòng lệ xa, vì chồng vì con như một lòng cậy trông vào Chúa. Nguyện Ngài giúp đoàn chúng con hôm nay, đời trần thế đầy khó khăn trong gai, đường tròn niềm tin, nhìn Ngài là gương, mong từng ngày được nên thánh trong đời sống gia đình. Có người vợ suốt đời hàng chung tin, ngưỡng lên cao đêm ngày thầm khấn xin, giúp chồng mình lãnh nhận đường đứng tin, luôn vẹn tình đạm đáng nơi gia đình. Người vợ ấy là thánh Monica, dù cuộc sống nhiều đắng cay ngon bơi, từng dòng lệ rơi vì chồng vì Thánh Anne Lê Thị Thành, cũng gọi là Anne D, giáo dân 1781-1841. Thánh Anne Lê Thị Thành sinh năm 1781 trong một gia đình công giáo tốt lành tại làng Gia Miếu, cũng gọi là Bái Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Người ta thường gọi bà là bà Anne D, vì theo phong tục địa phương miền ấy, người ta thường gọi cha mẹ bằng tên của người con đầu lòng. D là tên người con trai đầu lòng của gia đình ông bà. Vì công việc làm ăn sinh sống nên cha mẹ bà đã di chuyển về quê ngoại là Phúc Nhạc, một giáo xứ lớn thuộc tỉnh Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm ngày nay. Khi ấy bà Thành còn nhỏ tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng cô Lê Thị Thành đã biết giúp cha mẹ trong những công việc nhỏ mọn buôn bán kiếm tiền nuôi sống gia đình. Cô đã được nhiều người khen là một thiếu nữ ngoan hiền đạo đức, gương mẫu trong sứ đạo. Cô thường xuyên mỗi ngày 2 buổi tới nhà thờ đọc kinh sáng tối. Tới năm 19 tuổi, cô Lê Thị Thành vâng lời cha mẹ kết hôn với một thanh niên công giáo ngoan đạo, người cùng xứ tên là Nguyễn Văn Nhất, cũng gọi là Văn Nhân. Sau này, có con trai đầu lòng tên là D thì người ta lại gọi ông bà D. Cô Thành và anh Nhất đã trở thành một gia đình mới, gương mẫu tốt lành trong xứ đạo Phúc Nhạc.
Gia đình sống bằng nghề cày cấy ruộng vườn và nuôi tằm kéo tơ. Đời sống vật chất tuy không giàu có nhưng cũng tạm đủ sống. Ông bà sinh được 6 người con, 2 người con trai đặt tên là Đê và Trân, 4 người con gái tên là Thu, Năm, Nhiên, Nụ. Khi bà Anê được phúc tử đạo thì bà đã có tới 17 người cháu nội, ngoại vừa trai vừa gái. Hai ông bà sống rất hiền lành đạo đức, luôn vui vẻ hòa nhã với mọi người. Các con trai cũng như con gái rất lễ phép, đạo hạnh dễ thương, cho nên trong xứ ai cũng đều quý mến gia đình ông bà Đê. Được như vậy là nhờ tinh thần đạo đức và nhất là sự khôn khéo tận tụy lo lắng, dạy dỗ giáo lý hun đúc đức tin cho con cái. Về điểm này, chính người con gái út tên Luciano đã nói với Ủy ban thẩm vấn của giáo phận tới điều tra để phong thánh cho bà như sau: Thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục anh chị em chúng tôi. Chính người đã dạy chúng tôi đọc chữ và học hỏi giáo lý, cách xưng tội rước lễ. Người luôn thúc giục chúng tôi năng xưng tội, đôn đốc chúng tôi gia nhập các hội đoàn như Hội Con Đức Mẹ, Hội Thanh Niên Công Giáo, v.v. Một đặc điểm khác nổi bật trong đời sống ông bà Đê là tinh thần thương yêu bác ái, nhất là trong việc giúp đỡ các vị linh mục trong thời cấm đạo. Ông bà đã khôn khéo và âm thầm dành một căn nhà đặc biệt để cho các linh mục và các vị thừa sai ẩn lánh trong những lúc vua quan cho lệnh truy nã gắt gao. Năm 1841, đời vua Thiệu Trị, tại làng Phúc Nhạc khi ấy có nhiều linh mục và thừa sai đang trú ẩn. Vì xứ Phúc Nhạc vừa lớn lại vừa đông giáo dân. Nhưng một chuyện đau buồn đã xảy ra là chàng thanh niên tên Đế là người giúp việc của cha Thành, muốn lập công để lấy tiền thưởng nên đã âm thầm mật báo cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh biết hiện có nhiều linh mục và thừa sai đang ở trong làng Phúc Nhạc. Được mật báo ngày 14 tháng 4 năm 1841, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đích thân đem 500 lính về bao vây kín làng Phúc Nhạc vào đúng sáng lễ phục sinh. Quan lệnh cho tất cả mọi người phải tập trung lại, rồi cho quân lính tới lục soát từng nhà cha Thành và cha Ngân vội trốn thoát. Cha Nhân vừa dâng lễ nhanh chân trốn lên sàn gác dòng bến thánh giá, nhưng sơ ý để gấu áo lòi ra ngoài kẽ ván nên bị phát giác và bị bắt. Cha Lý được ông trùm cơ đưa sang vườn nhà bà Đê ở sát bên cạnh. Bà Đê vội nói: Xin cha ẩn dưới cái rãnh này, Chúa gìn giữ cha thoát, bằng không thì cả cha và con sẽ cùng bị bắt. Nói xong, bà cùng người con gái tên là Luciano lấy rơm và cành khô phủ lên trên, nhưng quân lính đã phát ra nên cha Lý và bà Đê là chủ nhà cùng bị bắt. Lính bắt thêm ông trùm cơ, ông Đê và 4 hương chức trong làng, 2 nữ tu dòng mến thánh giá là Anna Kiêm và Anê Thanh cũng bị bắt. Tất cả đều bị trói và mang gông áp giải ra đình làng. Nhà bà Đê bị lục soát rất kỹ, quan ra lệnh tịch thu thóc lúa, đồ dùng, tiền bạc trong gia đình đều bị lính vơ vét hết. Sau cuộc truy lùng gắt gao, bắt mớ nhiều người làm xáo trộn dân làng, quan cho lệnh áp giải các chiến sĩ đức tin của Chúa về tỉnh Nam Định. Vì đường từ Phúc Nhạc về Nam Định rất xa, đoàn người bị bắt phải đeo gông nặng và đi bộ suốt đêm rất cực nhọc. Bà Anê Lê Thị Thành vì sức yếu lại phải đeo gông quá nặng nên chịu không nổi, lính phải giúp đỡ bà nhiều lần. Về tới Nam Định, bà Thành bị giam chung cùng với 2 nữ tu dòng mến thánh giá. Tại đây các quan dụ dỗ bà đạp lên thánh giá nhiều lần, nhưng bà và 2 nữ tu dòng mến thánh giá đã anh dũng xưng đạo một cách mạnh mẽ, thà chịu chết chứ không thể bước qua thánh giá Chúa. Các quan hỏi tại sao bà cứng lòng như vậy thì bà thưa: Thưa quan lớn, tôi quyết tâm tin theo Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên tôi và muôn loài. Tôi không thể bỏ Chúa tôi được. Quan lại hỏi về lý lịch của các vị thừa sai, bà nhất quyết không khai báo thêm điều gì, nên quan tức giận ra lệnh đánh đập, và 2 nữ tu cũng bị đánh một cách tàn bạo. Lúc đầu đánh bằng roi ngắn, sau bằng roi tre và thanh gỗ, đánh ghê sợ máu me chảy đầm đìa, nhưng cả 3 vị chiến sĩ can trường vẫn vui lòng chấp nhận vì Chúa. Có lần những bạn tù hỏi bà: Bị đánh đòn tàn nhẫn máu me chảy lênh láng như thế mà bà không đau đớn sợ hãi hay sao?
và trả lời: Chúa ban sức mạnh cho tôi, Đức Mẹ nâng đỡ tôi nên tôi không còn sợ hãi nữa. Ít ngày sau, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh lại bắt bà Đê và hai nữ tu dòng Bến Thánh Giá bước qua thập giá. Nhưng cả ba đều cương quyết không bước lên. Quan lại cho lệnh đánh đòn tiếp. Những vết thương của mấy ngày trước còn đang rỉ máu, nay bị đòn tiếp, cả ba quá yếu sức nên bà Thành ngã quỵ xuống. Quan Trịnh Quang Khanh bèn cho lệnh lột hết quần áo của hai nữ tu để lộ liễu trước mặt mọi người. Còn bà Lê Thị Thành thì tuổi đã già và quá yếu nên không bị lột quần áo. Khi hai nữ tu đã bị lột trần truồng rồi thì quan cho lính đem lò lửa ra đặt trước bụng hai nữ tu và hỏi: Khi bị lột trần hết quần áo như vậy thì có thấy xấu hổ hay không? Các chị trả lời: Dĩ nhiên là chúng tôi hổ thẹn lắm, nhưng bà lớn đang ngồi đó chắc cũng xấu hổ như chúng tôi. Bà vợ quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh cũng ngồi đó, bà xin ông chấm dứt trò trướng mắt đê tiện ấy. Trước những nhục nhã và bị đánh đòn đau đớn quá sức như vậy, bà đã khẩn khoản cầu xin Chúa và Đức Mẹ: Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, xin thương giúp chúng con. Chúng con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin cậy yêu mến Chúa, nhưng vì là thân phận đàn bà yếu đuối nên họ dùng sức mạnh để cưỡng ép chúng con bước lên ảnh tượng Chúa. Lần này quan lại ra lệnh túm tay áo và hai ống quần của bà rồi thả rắn độc vào trong quần. Nhưng bà Đê một lòng tin cậy Chúa, bà vẫn bình tĩnh và can đảm một cách phi thường. Bà đứng lặng yên nên rắn không cắn, chỉ bò lượn mấy vòng rồi lại tìm đường bỏ ra. Thấy vậy các quan lại càng bực tức cho lệnh đánh, rồi ép bước lên thánh giá. Bà không chịu quá khóa, quan lại đánh thêm 40 roi nữa rồi bắt lính kéo lê bà qua thập giá. Nhưng bà ngồi xuống đất. Lính kéo chân bà rồi lấy thánh giá rẽ vào chân bà. Bà nằm bò ra không chịu và lớn tiếng thanh minh: Tôi không bước lên thánh giá Chúa, lạy Chúa xin giúp sức cho con không bao giờ chối bỏ Chúa. Nhưng vì đàn bà yếu sức, bọn lính lôi con qua như thế, con không thể chối Chúa được. Trong suốt thời gian 3 tháng bị giam tù, bị đánh đập, bị trăm ngàn khổ cực, nên quan cai ngục không cho người nhà hay bạn hữu thăm viếng. Mãi về sau, người con gái út là Lucia Nụ mới xin vào thăm mẹ được một lần, nhưng họ không cho vào nhà ngục mà áp giải bà ra trước sân để gặp con. Cô Lucia Nụ kể lại: Khi vừa trông thấy mẹ, tôi thật tiều tụy, cổ đeo gông nặng nề, mình đầy máu me. Tôi xúc động chu lên khóc. Mẹ tôi bình tĩnh an ủi tôi rằng: Con đừng khóc, mẹ mang hoa trên người mà, mẹ vui mừng được chịu mọi hình khổ vì Chúa Giêsu, thì sao con lại khóc? Con hãy về coi sắp nhà cửa, còn mẹ thì mẹ đã dâng phó cho Chúa tất cả rồi, con hãy cầu nguyện cho mẹ. Ngừng một lát, đợi cho người con bình tĩnh, bà nói tiếp: Con hãy truyền lời của mẹ nói với các anh chị của con coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sáng, sáng tối đọc kinh xem lễ, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu thì mẹ con ta sẽ được đoàn tụ trên nước thiên đàng. Khoảng 2 tuần lễ trước khi bà về với Chúa thì bà lên cơn sốt mê man. Lính xin quan tháo gông cho bà nhưng quan không đồng ý. Trong cơn hôn mê, bà luôn miệng kêu: Lạy Chúa, Chúa chịu chết trên thánh giá vì con hết lòng theo thánh ý Chúa, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho con. Sau cùng, trong hơi thở và tiếng nói thều thào, bà kêu lên: Giêsu Maria, lạy Chúa, con phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa. Sau lời nguyện trên thì bà tắt thở vì chịu quá nhiều cực hình, thân thể đầy thương tích, lại không ăn uống được. Bà kiệt sức và chết rũ tù. Khi chết, cổ bà vẫn còn đeo chiếc gông nặng nề. Hôm ấy là ngày 12 tháng 7 năm 1841, bà hưởng thọ 60 tuổi. Khi quan cai ngục tới thì bà đã tắt thở nên vội thông báo cho quan tổng đốc. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh cho lệnh đốt ngón chân để biết chắc chắn là bà đã chết rồi, rồi mới cho gia đình và dân xứ Phúc Nhạc tẩm liệm, đem xác về an táng tại Năm Mẫu. Những người tẩm liệm xác bà đều nói rằng xác bà vẫn còn mềm mại tươi tốt, nét mặt tươi sáng đẹp như khi còn sống. Sau 6 tháng gia đình mới cải táng đưa về Phúc Nhạc.
Khi mở nắp quan tài ra, mọi người đều thấy xác bà còn nguyên vẹn, mặt mũi tươi đẹp như đang nằm ngủ, quần áo vẫn sạch sẽ, không bị hư mục. Nhưng thật đáng tiếc, họ đã đổ vôi vào cho giữa thịt ra để lấy hài cốt đặt vào hộp gỗ sơn son thiếp vàng do giáo phận đã mua sẵn, đem về chôn tại mảnh vườn nhà ông bà Nguyễn Văn Nhất. Tới năm 1881, hội đồng giáo xứ và cha xứ quyết định rước về đặt chung với 7 đấng tử đạo khác trong một ngôi mộ xinh đẹp của giáo xứ Phúc Nhạc. Đức Giáo hoàng Pio X đã tôn phong bà lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng bà lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thank you.
Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, chúng ta vừa cung nghênh hai mẹ Thánh Quan Thầy, Thánh Monica và Thánh Ine Lê Thị Thành. Và tất cả chúng ta vui mừng quy tụ tại trong ngôi nhà thờ Chánh Tòa Giáo Phận đây, cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa mừng kính hai Thánh Quan Thầy. Chắc chắn rằng trong cuộc đời của mỗi người bà mẹ công giáo trong giáo phận Bùi Chu thân yêu này, dù chúng ta phải vất vả trong cuộc sống làm ăn, dù chúng ta phải nhiều khi hy sinh nhiều nước mắt trong cuộc sống gia đình, nhưng mỗi người chúng ta đều cảm nhận được biết bao nhiêu những hồng ân và tình thương của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, trong bổn phận làm vợ làm mẹ. Những hồng ân đó là nhờ lời bầu cử đắc lực của Thánh Monica cũng như Thánh Ine Lê Thị Thành, vừa là quan thầy vừa là mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong vai trò làm mẹ làm vợ trong gia đình, để rồi chúng ta biết kiến tạo một gia đình ấm no hạnh phúc, một gia đình sống đạo đức thánh thiện như Chúa và Giáo hội mong muốn. Vì vậy, chúng ta hợp lời tạ ơn Chúa cũng như cầu xin cho các sinh hoạt của các bà mẹ công giáo tại các giáo họ giáo xứ trong toàn giáo phận chúng ta mỗi ngày một thăng tiến tốt đẹp. Và cùng với tâm tình tạ ơn đó, chúng ta cầu nguyện cho quý cha đặc trách Hội các bà mẹ công giáo, cầu nguyện cho quý ân thân nhân của Hội các bà mẹ công giáo chúng ta, những người còn sống cũng như đã qua đời, và cầu nguyện cách đặc biệt cho các bà mẹ công giáo, những người chị em cùng chung sống với chúng ta đã ra đi trước chúng ta trong thời gian năm qua. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả. Với những tâm tình và ước nguyện đó, giờ đây mỗi người chúng ta cũng khiêm tốn nhìn lại những yếu hèn tội lỗi thiếu sót của mỗi người chúng ta, đặc biệt thiếu sót trong bổn phận làm vợ làm mẹ trong gia đình, và khẩn nài lòng thương xót vô cùng của Chúa thương thứ tha thanh tẩy tâm hồn chúng ta, để xứng đáng cùng với Thánh Monica cũng như Thánh Ine Lê Thị Thành dâng thánh lễ tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chi các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Tầng trời và
Lạy Chúa là đấng an ủi những ai sầu khổ, Chúa đã đoái thương nhận lời Thánh Monica khóc than cầu khẩn cho con bạn là ưu tinh được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cùng nhận lời hai thánh chuyến cầu mà cho chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trí cùng Chúa trong sự hiệp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Huấn Ca. Phúc cho người chồng có được một người vợ hiền, vì sẽ được sống gấp đôi. Người vợ mạnh khỏe là niềm hân hoan của người chồng và sẽ sống trong yên hàn. Người vợ hiền là gia sản quý giá, nàng sẽ được ghi vào sổ những kẻ kính sợ Thiên Chúa, sẽ mang lại cho người chồng những công đức, luôn luôn tỏ lòng tốt với người giàu có và kẻ khó nghèo, lúc nào nét mặt cũng hân hoan. Người vợ đức hạnh sẽ làm cho người chồng được sung sướng, được và được khoái trá tận xương tủy. Một phụ nữ đức hạnh là của Chúa ban cho. Một phụ nữ cẩn ngôn và có giáo dục là một bảo vật vô giá. Ơn lại thêm ơn khi một người vợ thánh thiện và danh thơm tiếng tốt, vì một tâm hồn trong sạch thật là vô giá. Như mặt trời mọc lên chiếu sáng sự cao cả của Thiên Chúa thế nào, thì người vợ hiền cũng sẽ là trang trí trong tư thất mình như vậy. Đó là nơi Chúa, trọn đời sống công việc Chúa cho tình đàn. Gian ác cuộc đời tựa như vó trâu, gió ngàn thổi đi trôi cuốn xa vời, vì Cha giữ canh bước ai đi đường chính trực.
lối đường gian ác muôn đời tấn tới tận diệt. Phục tùng chồng mình, ngõ hầu giá như có ai không có lòng tin phục đối với lời, thì lặng lặng không lời. Nhờ đức hạnh của vợ mà bị chinh phục, bởi được chứng kiến đức hạnh tinh tiền của chị em, sống trong sự kính sợ Thiên Chúa. Đồ trang sức của chị em đừng là vỏ ngoài, những là dóc bím tóc tai, la liệt vòng vàng hay trưng diện áo quý, nhưng là con người trầm ẩn nơi tấm lòng, mà đồ trang điểm bất hoại là thần khí, hiền từ và an tĩnh. Đó là điều quý hóa trước mặt Thiên Chúa. Quả họ đã trang điểm mình như vậy, các phụ nữ lành thánh xưa, những người hằng đặt cả hy vọng nơi Thiên Chúa và phục tùng chồng họ, như Sarah đã vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Đối với bà, chị em hẳn là con cái, nếu biết làm lành, và như vậy, kinh cụ không còn phải sợ nỗi gì. Cũng vậy, anh em là chồng thì phải biết điều mà sống cảnh gia thất với họ, hợp với thân phận mỏng giòn, chiếu theo nữ tính của họ, đối với họ phải biết kính vì, như những kẻ đồng thừa hưởng cơ nghiệp ơn sự sống, khiến cho kinh nguyện của anh em không thành ra vô hiệu. Trong cộng đoàn, sau cùng hết thảy, hãy đồng tâm nhất trí, biết cùng nhau thông cảm, mặn nồng tình huynh đệ, đầy lòng thương xót khiêm nhu. Đừng lấy ác báo ác, hay nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, trái lại, hãy chúc lành. Vì anh em đã được kêu gọi, ấy là để hưởng phúc lành làm cơ nghiệp. Đó là nơi Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đến một thành gọi là Na-im. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà quá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa đồng lòng thương và bảo rằng: "Đừng khóc nữa." Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và Người khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giu-đê và khắp vùng lân cận." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, trong cuốn tự thuật của Thánh Agostino, Ngài đã viết lại những dòng tâm sự giữa hai mẹ con trong những ngày sau cùng như thế này: "Con ơi, mẹ không còn thấy điều gì ở trần gian này làm mẹ vui sướng nữa. Niềm ao ước lớn nhất mà mẹ cầu xin đó là con được trở lại thành người Công giáo trước khi mẹ lìa trần. Mặc dù trước đó niềm ao ước của Monica là được chôn cất tại quê nhà bên Phi Châu, bên cạnh người chồng đã được cải hoán nên người Kitô hữu trước khi chết, nhưng với niềm vui sướng khi thấy Agostino trở lại khiến bà đã thốt lên: "Thôi, con chôn mẹ ở đâu cũng được, đừng lo lắng gì cả. Chỉ cần nhớ đến mẹ mỗi khi con bước lên bàn thờ Chúa là đủ rồi." Và rồi Agostino, một khi đã trở lại, và đặc biệt sau khi làm linh mục và làm giám mục, đã tưởng nhớ về người mẹ thân yêu với những dòng sau đây: "Nhờ ơn mẹ tôi, nhờ lời cầu nguyện và công phúc của Người, tôi đã thành người như hiện nay. Nếu con được làm con Chúa, chính vì Chúa đã ban cho con một người mẹ, một trong những tôi tớ của Chúa." Vâng, nếu chúng ta đặt mình trong hoàn cảnh của Monica, chúng ta mới thấu hiểu được những nỗi lòng đau khổ trước hết của người vợ đối với người chồng tên là Patrick, tính khí thì nóng nảy cọc cằn. Dẫu rằng phải chung sống với một con người như vậy, nhưng Monica đã luôn biết kiên nhẫn chịu đựng mọi gian khó với một lòng nhẫn nhục vĩ đại. Và nhờ vào chính gương sáng cùng cách ăn nết ở đạo hạnh nhẹ nhàng của bà mà cuối cùng đã gây ảnh hưởng và thu phục được người chồng khô khan, để rồi đưa ông trở về với niềm tin Kitô giáo, đón nhận hồng ân đức tin. Đã vậy, Monica còn phải chịu thêm một gánh rất nặng là Agostino. Suốt nhiều năm trời, Monica luôn phải buồn khổ âu lo và không ngớt suy nghĩ về người con trai của mình, do đời sống của ông đã không sống trong ơn nghĩa của Chúa nên có thể nói được là đã chết về mặt ơn thánh. Vị thánh nữ chúng ta mừng kính ngày hôm nay trước hết là mẹ thánh Monica, chính là một người mẹ thật tuyệt vời. Thánh nữ đã dùng gương sáng, nước mắt và lời cầu nguyện hy sinh để xin ơn phục sinh về phương diện linh hồn cho người con trai yêu quý là Agostino. Ngoài ra, Monica còn có một ảnh hưởng rất lớn trên tất cả những người trong gia đình. Quả vậy, Agostino đã tóm tắt cuộc đời của mẹ mình bằng những lời lẽ tha thiết,
Bà chăm sóc mọi người như thể là mẹ của họ hết thảy, và bà cũng phục vụ mọi người như thể là con của bà. Hơn bao giờ hết, Thánh nữ Monica lúc nào cũng nghĩ đến việc hoán cải người con là Augustino. Bà đã khóc lóc rất nhiều và kiên trì nài xin Thiên Chúa, cũng như xin những người thiện chí để khuyên bảo và thuyết phục người con dứt bỏ đàng tội lỗi. Một ngày kia, khi Thánh Ambrogio, lúc đó làm giám mục của thành Milan, đã nói với Monica những lời có sức an ủi cho các bậc cha mẹ rằng: bà cứ ra về, bao lâu bà còn sống, một người con của những giọt nước mắt như thế không thể nào hư mất được đâu. Như vậy chúng ta thấy tấm gương của thánh nữ Monica chính là ngọn lửa đốt cháy tâm can người chồng, đồng thời khắc sâu vào tâm hồn người con trai yêu quý là Augustino. Trong cuộc đời của Monica, như chúng ta đã nói, thập giá nặng nề nhất mà thánh nữ phải vác không phải là người chồng mà chính là người con trai hư đốn. Khi Augustino bỏ châu Phi để sang vùng đất Ý, thì Monica dõi theo bước của người con và tìm được Augustino tại thành Milan. Chính tại thành Milan là nơi mà lời của Thánh Ambrogio đã mạnh mẽ thuyết phục được con người hư đốn của Augustino để từ bỏ lối sống sai lạc, rồi cùng với lời cầu nguyện liên lỉ và triền miên của Monica đã được ơn trở lại, rồi đi tu làm linh mục, làm giám mục và đã trở nên một vị tiến sĩ của Hội Thánh. Là một người mẹ, Monica không bao giờ coi nhẹ việc cầu nguyện, đặc biệt cầu nguyện riêng tư và cầu nguyện trong gia đình. Trong nhiều trường hợp, lời cầu nguyện có thể sinh hiệu quả rất chậm chạp, chẳng hạn như chính trường hợp của Augustino. Như vậy, chúng ta cũng thấy tất cả những lời cầu nguyện trong gia đình rất đẹp lòng Chúa, nhất là khi được liên kết với những nỗ lực và một đời sống gương mẫu. Chúa sẽ dùng những kinh nguyện gương sáng và những hy sinh, những lời dạy của người mẹ hiền để uốn nắn tâm hồn con cái. Vì vậy, giáo dục con cái luôn phải đi kèm với những cầu nguyện và những hy sinh. Giáo dục con cái mà thiếu bóng cầu nguyện giữa mẹ và con với nhau chắc chắn sẽ đánh mất nét độc đáo cho cuộc sống gia đình, đặc biệt cuộc sống gia đình của những người công giáo tại miền quê Bùi Chu thân yêu chúng ta. Trong cuộc sống chúng ta cũng thấy điều mà cha ông chúng ta đã nói: lời nói lung lay, gương lành lôi cuốn. Chỉ có tấm gương hy sinh và tình yêu sẽ giúp gia đình vượt qua mọi sóng gió, tạo một gia đình êm ấm thuận hòa theo nề nếp gia phong. Dẫu cho rằng cuộc sống của người mẹ phải vất vả bươn chải giữa ruộng đồng hay giữa những nơi mình làm việc, vẫn phải lo cho con cái đầy đủ mọi sự, từ tấm cơm manh áo cho tới những sách vở đi học, và đặc biệt trong việc gần gũi con cái để dạy cho chúng cũng như lo cho chúng thuộc về kinh văn giáo lý của Hội Thánh. Nếu sứ mệnh của người mẹ được ví như một lò sưởi ấm gia đình, thì vắng sự hiện diện thường xuyên của người mẹ trong gia đình chắc chắn không khác gì một cái bếp lạnh với đống tro tàn. Và cũng phải công nhận rằng đó chính là căn nguyên của nhiều thảm cảnh gia đình đã rơi vào tan vỡ, của những người con đã phải bỏ nhà đi hoang. Hy sinh bản thân cho hạnh phúc gia đình và cho tương lai của con cái chính là sứ mệnh rất cao cả của người mẹ hiền. Bởi vì người mẹ được tạo dựng để truyền đạt và bảo vệ sự sống, để duy trì ngọn lửa hồng và hơi ấm tình thương trong mái ấm gia đình, chính là nhân tố căn bản của cả đại gia đình nhân loại cũng như của cả gia đình Hội Thánh chúng ta. Như thái độ của bà quá trong tin mừng, cả cuộc đời của thánh nữ Monica mà chúng ta mừng kính hôm nay, cũng như thánh Inê Lê Thị Thành, minh chứng tỏ tường cho tấm lòng của những người mẹ thật bao la và vĩ đại. Quả thực,
Chúng ta có thể nói với nhau điều đó bởi khi đứng trước cái chết của người con trai duy nhất thì bà quá thành Na-im đã không thể kìm lòng để khỏi bật lên tiếng khóc nức nở và thống thiết vì đứa con mà bà đã rứt ruột sinh ra nay không còn nữa. Cũng vậy, Monica đã đánh đổi cả cuộc đời mình để kiên nhẫn rong ruổi tìm con trên mọi nẻo đường. Cho đến khi Augustino vừa được mở mắt đức tin thì cũng chính là lúc bà nhắm mắt lìa đời. Và gần gũi với chúng ta hơn, người mẹ Ine Lê Thị Thành được nhiều người khen là một người mẹ đạo đức gương mẫu trong sứ đạo phúc nhạc miền Phát Diệm. Thánh nữ Ine thường xuyên mỗi ngày 2 buổi tới nhà thờ đọc kinh sáng và tối. Bà sống rất hiền lành đạo đức, luôn vui vẻ hòa nhã với mọi người và nhất là với sự khôn khéo tận tụy lo lắng dạy dỗ giáo lý, hôn đúc đức tin cho tất cả con cái. Về điểm này thì người con gái út tên Lucia Nụ đã nói với Ủy ban thẩm vấn của giáo phận khi tới điều tra để phong thánh cho mẹ mình thì đã nói như thế này: mẹ chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục anh chị em chúng tôi. Chính người đã dạy chúng tôi đọc chữ và học hỏi giáo lý cũng như cách xưng tội rước lễ lần đầu. Người luôn thúc giục chúng tôi năng xưng tội, đôn đốc chúng tôi gia nhập các hội đoàn như hội con Đức Mẹ hay hội thanh niên công giáo. Một đặc điểm khác nổi bật trong đời sống của bà Thánh Đê là tinh thần yêu thương bác ái, nhất là trong việc giúp đỡ các vị linh mục trong thời cấm đạo. Vào năm 1841, đời vua Thiệu Trị, tại làng Phúc Nhạc, Ninh Bình, khi ấy có nhiều linh mục và thừa sai đang trú ẩn. Chan Lý được ông Trùm Cơ đưa sang vườn nhà của bà Đê ở sát bên, nhưng quân lính đã phát giác nên Chan Lý và bà Đê cùng bị bắt. Tất cả đều bị trói và mang gông áp giải về tỉnh. Khi về tới Nam Định, bà Ine Đê bị các quan dụ dỗ để bước lên thánh giá, nhưng bà đã anh dũng xưng đạo một cách mạnh mẽ, thà chịu chết chứ không thể bước lên thánh giá Chúa, thà chết chứ không thể chối đạo Chúa. Nói chung, mỗi người mẹ đều có cách thể hiện tình thương yêu của mình đối với con cái, và tất cả đều có chung một điểm này, đó là tấm lòng thương yêu không vụ lợi, không tính toán hơn thiệt, sẵn sàng cho đi tất cả, chỉ mong sao cho con cái nên người, cho con cái được sống hạnh phúc, nhất là đức tin của những người con được nuôi dưỡng và bảo vệ. Dù con cái có hờ hững ít quan tâm như Augustino đã từng làm, nhưng Monica chính là mẹ thánh quan thầy gương mẫu của chúng ta, luôn yêu thương chăm lo cho con cái từng giây từng phút. Nói về người mẹ thật là không thể diễn tả đủ, không diễn tả hết được những gì là tình thương bao la của mẹ dành cho con. Người mẹ Monica đã dùng nước mắt và lời cầu nguyện để hoán cải Augustino. Người mẹ Ine Lê Thị Thành sống gương sáng đạo đức để con cái noi theo. Và người quá phụ Na-im chỉ biết khóc thương con. Nước mắt của người mẹ đã làm lay chuyển trái tim của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã phải trắc ẩn sao xuyến trước đám tang đó. Vì vậy, Chúa đã an ủi bà đừng khóc nữa. Chúa Giê-xu đã chan hòa tình phụ tử và nâng tình mẫu tử bé nhỏ ra khỏi những bất an trong cuộc sống thường ngày để đem vào nơi bình an trong vòng tay quyền năng của Thiên Chúa, và đã cho người thanh niên sống lại, khiến cho dân chúng thành Na-im đã phải thốt lên rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và quả thực Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ đất thân mến, đặc biệt tất cả quý bà mẹ trong giáo phận Bùi Chu thân yêu, ngày hôm nay khi chúng ta quy tụ về đây cùng mừng kính hai mẹ thánh quan thầy, mẹ thánh Monica cũng như mẹ thánh Ine Lê Thị Thành, một người mẹ đã khóc lóc hy sinh cho con cái để lo cho đức tin của người con và Augustino, một người mẹ Việt Nam gần gũi với chúng ta,
tại miền quê Phúc Nhạc, Ninh Bình, là tấm gương sáng cho đời sống đạo đức cho trong gia đình, trong bổn phận làm vợ làm mẹ, trong việc lo cho con cái, nhất là đời sống đạo đức, đời sống đức tin, để rồi từ đó đã kiên cường hào hùng tuyên xưng đức tin và trung thành đổ giọt máu đào để làm chứng về niềm tin của mình, để trung thành với đức tin tông truyền của Hội Thánh. Hai mẹ Thánh Quan Thầy luôn là mẫu gương sáng láng cho mỗi người chúng ta, đặc biệt cho mỗi bà mẹ Công giáo trong giáo phận buổi trưa chúng ta. Những hy sinh vất vả trong cuộc sống hàng ngày cùng với những lời cầu nguyện âm thầm của mỗi người mẹ hiền chúng ta chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều ơn phúc cho chồng, cho con, cho những người thân yêu trong gia đình. Đặc biệt khi chúng ta biết kết hợp những điều đó với tâm tình yêu mến, lo lắng, chăm sóc cho con cái, thì những điều mà chúng ta xin với Chúa qua lời bầu cử của Thánh Monica cũng như Thánh Inê Lê Thị Thành, chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện cùng với những giọt nước mắt, những hy sinh âm thầm của chúng ta, để ban cho mỗi người chúng ta biết sống đạo đức thánh thiện, biết chu toàn bổn phận làm vợ làm mẹ trong gia đình, đặc biệt để giúp cho chúng ta luôn biết đồng hành gần gũi với những người con, đồng hành gần gũi với những người con từ những nhu cầu vật chất, cơm ăn áo mặc, sách vở đi học, cho tới những điều cao hơn, vấn đề tinh thần, vấn đề văn hóa, vấn đề học hành, vấn đề mở mang kiến thức. Và điều đặc biệt hơn và chính là bổn phận của mỗi người mẹ hiền Công giáo buổi trưa chúng ta, cầu nguyện, đôn đốc, thúc giục, chăm lo cho con cái biết sống đạo đức, sống đức tin một cách mạnh mẽ theo gương các thánh tử đạo Việt Nam, theo gương các chứng nhân anh hùng tử đạo quê hương, để rồi từ những lời thúc giục, động viên, khích lệ trong mỗi mái ấm gia đình chúng ta, từ việc nhắc nhở con cái siêng năng đi học giáo lý, siêng năng đọc kinh tối trong gia đình, siêng năng đi lễ, đi nhà thờ, giữ tâm hồn trong sạch rước Chúa, cũng như qua chính gương sáng của chúng ta sống cuộc đời công bằng, liêm chính, đạo đức, để gieo vào trong tâm hồn con cái chúng ta những mẫu gương sống công bằng, bác ái, yêu thương. Và chính những điều đó chắc chắn sẽ tạo nên công phúc cho mỗi người chúng ta, và đặc biệt từ những người con cái của chúng ta, dù là con ngoan hay con hư, nhưng khi chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa, trước hết bằng lời cầu nguyện, rồi những hy sinh, những giọt nước mắt âm thầm cùng với những cố gắng quan tâm để gần gũi đồng hành với con cái chúng ta, chắc chắn rằng con cái chúng ta sẽ trở nên những triều thiên vinh quang cho mỗi người mẹ hiền chúng ta. Xin hai Thánh Quan Thầy, Thánh Monica cũng như Thánh Inê Lê Thị Thành luôn đồng hành, luôn nâng đỡ, luôn bầu cử cho mỗi bà mẹ Công giáo buổi trưa thân yêu chúng ta, để từ ngày mừng lễ cũng như qua thánh lễ tạ ơn hôm nay, khi trở về với cuộc sống, chúng ta biết sống xứng đáng đẹp lòng Chúa, biết theo gương hai Thánh Quan Thầy và chu toàn tốt đẹp hơn bổn phận làm vợ làm mẹ trong mỗi mái ấm gia đình chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các bà mẹ Công giáo trong giáo phận buổi trưa chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Monica và Thánh Anne Lê Thị Thành luôn là những người vợ, người mẹ gương mẫu cho các bậc hiền mẫu, đặc biệt cho các bà mẹ Công giáo giáo phận buổi trưa, về lòng đạo đức, tinh thần bác ái, tình mẫu tử và sự thủy chung. Hân hoan mừng kính hai thánh nữ trong ngày lễ Quan Thầy hôm nay, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin. Thiên Chúa luôn gìn giữ ngôi nhà Hội Thánh là cộng đoàn dân Chúa nơi thế trần, khi ban cho các đức giáo hoàng, đặc biệt đức giáo hoàng đương kim Phanxicô, đức cha Tô-ma, các đức
nữ giáo mục và hàng giáo sĩ quyền cai quản và chăm sóc hướng dẫn mọi tín hữu trong sứ vụ loan báo tin mừng. Xin Chúa ban cho các ngài ơn khôn ngoan và tràn đầy tình yêu thương của người mục tử, sẵn sàng xa thân vì đoàn chiên để dẫn dắt các gia đình theo mẫu gương lên thánh của gia đình thánh nữ Monica và Anene Thị Thành. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa ban cho mỗi gia đình công giáo thật sự trở nên là tổ ấm giữa đời, là một tiểu thiên đàng hạnh phúc nơi trần thế. Nhờ vào tình yêu thương giữa ông bà, cha mẹ và con cái, gia đình Kitô hữu trở lên một xã hội tôn trọng sự sống và sự thật. Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết sống tinh thần huynh đệ, bác ái và hiệp nhất, hầu cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương, để mỗi người đều có thể cảm nhận được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống thường ngày theo gương của gia đình thánh nữ Monica và Anene Thị Thành. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Những giọt nước mắt đau khổ đã không ngừng lăn trên gò má của bà mẹ Monica kiên tâm, bền chí. Đó là những giọt nước mắt luôn kiên trì, không ngừng hy vọng của bà mẹ cậy trông. Và ngài đã được Thiên Chúa nhận lời, thập giá là biểu tượng cho sự chết, đau khổ, buồn phiền. Nhưng mọi thất bại trong tin tưởng sẽ trở thành niềm vui và hạnh phúc. Trước những khó khăn, khổ đau của cuộc sống trần thế, xin cho các bà mẹ công giáo chúng con cùng cảm nhận được niềm an ủi vào tình yêu của Thiên Chúa như Thánh Monica và Anene Thị Thành đã sống. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận cuộc sống. Các bà mẹ công giáo luôn quan tâm để xây dựng hạnh phúc gia đình như thiên đàng nhỏ nơi trần thế. Xin Chúa ban cho các bà mẹ luôn yêu thương chồng, con, cháu và biết cùng nhau xây dựng gia đình trong sự kính mến, tuân phục Chúa để qua tình yêu thương và gương sống mỗi ngày, các bà mẹ cảm hóa được gia đình trở nên một mái ấm thực sự giữa đời và trở nên những môn đệ đích thực của Chúa theo mẫu gương gia đình thánh nữ Monica và thánh Anene Thị Thành. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lạy Chúa, Chúa đã ban cho các bà mẹ công giáo chúng con mẫu gương cao đẹp là Thánh Monica và Anele Thị Thành. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện để khi noi gương hai thánh quan thầy, chúng con có thể góp vào vườn hoa giao hồi những bông hoa nhân đức và thánh thiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Dâng cha màu xanh của đất, hoa tươi và muôn quả chín. Bao nhiêu mồ hôi đổ xuống kết thành lễ vật tạ ơn, dâng lên cùng môi tình son, xin cha nhớ
cho lòng con hương thơm từ trong cuộc sống vuông tròn ước nguyện lòng con. Dâng cha màu xanh của hoa tươi và muôn quả chín, bao nhiêu mồ hôi đổ xuống kết thành lễ vật tạ ơn, dâng lên cùng môi tình son, xin cha nhận cho lòng con hương thơm trong cuộc sống vuông tròn ước nguyện lòng con. Oh,
em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiên của lễ này để kính nhớ Thánh nữ Monica và Thánh Anne Lê Thị Thành. Xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng ngưu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh và khi tuyên dương công trạng của các ngài, Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa. Từ nếp sống của các ngài, Chúa ban cho chúng con gương sáng. Nhờ sự hiệp thông với các ngài, Chúa cho chúng con được chung phần vinh phung. Nhờ lời các ngài chuyên cầu, Chúa ban ơn trợ giúp chúng con. Nhờ những chứng nhân thế gia như vậy nâng đỡ, chúng con xông vào chiến trận giàn sân mà nắm chắc phần thắng. Và cùng với các ngài, chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bân diện. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, cùng cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con hát bài ca chung tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thân ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tômas chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các tiền nhân và ân nhân của hiền mẫu giáo phận mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giô-xe bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, Thánh Mô-ni-ca, Thánh An-ê Thành và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cha khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đem lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh nghi Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, lòng xóa tội chân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, lòng xóa tội chân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, lòng xóa tội chân gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, nơi đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thú với muôn cỏ cây.
sông núi nắng mưa, ruộng nương tươi tốt hát lúa thơm, ngàn hoa khoe màu, tình ngài ôi rất bao la. Cúi đầu con xin tạ ơn, thành kính cúi đầu con xin tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa ngài đã ban cho, tạ ơn huệ, tạ ơn huệ ngài đã thương ban. Chúa toàn năng, trong ngày lễ kinh Thánh Nữ Monica và Thánh Anne Lê Thị Thành, Chúa đã dùng bi tinh thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bi tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn, vừa đốt nóng lòng tin yêu của chúng con. Nhờ đó càng ngày chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phung đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa ở cùng cha. Hãy
chung tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Con xin kính mời Đức Cha, quý cha, quý khách và cộng đoàn an tọa. Con xin giới thiệu và phó hội các bà mẹ công giáo giáo phận nên có đôi lời tri ân đến Đức cha, quý khách và cộng đoàn. Trọng kính Đức Cha Tôma Khả Kính, kính thưa cha tổng đại diện, quý cha cố, cha chánh xứ, cha quản hạt, cha đặc trách hội giới các bà mẹ giáo phận, cùng quý cha, thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý vị tân khách cùng cộng đoàn dân Chúa thân mến. Hôm nay chúng con hân hoan quy tụ về đây, nơi nhà thờ chính tòa, để được cùng Đức Cha, quý cha dâng thánh lễ tạ ơn, mừng kính Thánh nữ Monica và Thánh Annele Thị Thành, bổn mạng hội chúng con, cũng là dịp chúng con hành hương về nhà cha. Như đoàn con lâu ngày xa vắng, hôm nay này được về trong tình thương của vị cha chung, để được nghe, được thấy, được chia sẻ, và cũng để chút đi phần nào những lo toan bề bộn của cuộc sống thường ngày mà chúng con luôn phải đối mặt. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, chúng con được những lời huấn dụ của Đức Cha hướng dẫn và chỉ bảo chúng con thấy rõ vai trò, trách nhiệm của người mẹ, người vợ và những phương pháp thực hiện vai trò đó. Từ đó, chúng con nhận thấy rằng trước hết, muốn có một gia đình tốt, bản thân chúng con phải làm tốt vai trò người vợ thảo, người mẹ hiền, phải là tấm gương sáng cho chồng, cho con trong sự cầu nguyện, hy sinh và nhẫn nại. Nhờ ơn Chúa noi gương mẹ thánh Monica, đức tin nhẫn nại trong sự cầu nguyện, hy sinh, noi gương mẹ thánh Annele Thị Thành, bằng lòng can đảm, khôn ngoan, đức tin vững mạnh, chúng con hứa sẽ cố gắng sống tốt hơn nữa, bằng lời cầu nguyện, giữ luật Chúa và hội thánh, tránh xa và nói không với những tệ nạn xã hội. Xin Đức Cha, quý cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha, cha chính, cha đặc trách cùng quý cha. Chúng con xin cảm ơn dì dòng Đa Minh đã trang trí hoa tươi trên bàn thờ và hai tòa thánh. Sự trang trọng thành công trong ngày lễ hôm nay có sự đóng góp của các hội viên của các giáo xứ trong giáo phận. Ca đoàn đền thánh Kiên Nao đã phục vụ với thánh lễ tiếng hát du dương. Đoàn dâng lễ vật giáo xứ Phú An giáo hạt Tương Nam, hội kèn nữ giáo xứ chính tòa Bùi Chu, hội chống nữ giáo xứ đền thánh Sa Châu, kỵ chị em khiêng kiều giáo hạt Kiên Chính Đại Đồng và giới các bà mẹ giáo hạt Bùi Chu. Lời ca, tiếng trống, tiếng kèn và mọi công việc nói nên lòng nhiệt thành của chị em đã góp phần chung tay vào sự thành công tốt đẹp của ngày lễ hôm nay. Xin cảm ơn Ban Thường trực Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa, Ban Phục vụ, Ban Trật tự, Ban Gia trưởng Giáo phận, Ban Coi xe, Ban Khánh tiết, Ban Tăng âm ánh sáng, Ban Truyền thông đã nhiệt tình phục vụ và đưa tin.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban An Linh, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường đã bảo vệ cho buổi lễ hôm nay được an toàn. Tất cả là hồng ân Thiên Chúa ban. Xin Chúa là vua sự bình an. Qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, sự truyền cầu của hai thánh quan thầy, ban xuống trên Đức Cha, quý cha cùng quý vị sự bình an. Trong ngày lễ hôm nay, với sự tổ chức của chúng con, chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Chúng con xin được lượng thứ. Trong tâm tình cảm mến tri ân, giờ đây con xin giới thiệu bà trưởng hội giáo phận, đại diện cho chị em chúng con, dâng lên Đức Cha, quý cha bó hoa tươi thắm như tấm lòng của chúng con. Xin Đức Cha, quý cha vui lòng đón nhận. Con xin chân thành cảm ơn. Mời cộng đoàn đến. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Ta Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.